Hai Thúy chào đại gia đình của kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy ghé nhà anh Thúy chơi á, anh Thúy chuẩn bị trét những cái lỗ mà của những cái tấm tôn cũ á cả nhà. Anh Thúy tận dụng á, định đi mua keo nhưng mà Thúy nói là đừng có mua. Để bây giờ Thúy sẽ trổ tài, Thúy chia sẻ cái mẹo này với anh Thúy và Thúy chia sẻ với cả nhà mình ha. Với những cái tấm tôn mà mình gỡ ra mà nó bị thủng lỗ á cả nhà. Không muốn lọp cái lỗ to nó nữa, mình tháo ra cả nhà thì nó có những lỗ đinh ha. Nè, khi mà mình muốn tận dụng để mình làm chuồng gà hoặc là mình làm nhà bếp, những cái công việc khác á, ha, để mình che thì nó sẽ bị lủng lỗ như vậy nè. Thì nó sẽ bị dột nước mưa xuống nha cả nhà. Ha. Thì bây giờ á Thúy sẽ chia sẻ với anh Thúy, tại anh Thúy định nói là đi mua cái keo á về dán á cả nhà. Nhưng mà Thúy có một cái cách mình tận dụng bằng cái mút này nè cả nhà. Thường thường á mình những cái tấm mút này á thì mình mua tivi hoặc là những cái gì mình mua những cái đồ đạc trong gia đình á thì nó sẽ có những cái tấm mút như vậy, hoặc là những cái thùng xốp, thùng nước đá này nọ mình xài bị hư bỏ cả nhà, thì mình đừng có vứt đi ha, mình để mình tận dụng lại để khi mà mình sử dụng mình làm cho những cái lỗ ton như vậy nè. Nói về keo dán là cái mod này là nó keo dán là coi như là không có hiệu quả bằng cái mod này nha cả nhà. Tại vì á khi keo dán á mình lợp trên trời nắng á cả nhà thì có thể là nắng nóng á nó sẽ bong tróc. Còn đối với cái miếng mod này mà mình đốt lên như vậy nè cả nhà. Ha. Mình lấy cái cục vừa phải thôi, cái mình đốt ngay cái lỗ. Ha, ngay cái lỗ đinh cái lỗ ton bị lượm bị thủng nè. Mà mình ịnh giống như vậy. Còn nếu mà cả nhà mình á, mình có những cái lỗ ton mà nó bị quá to á, thì cả nhà mình có thể áp dụng thêm một cái miếng mũ ha, miếng nhựa gì đó. Mình sẽ ịn lên, rồi mình sẽ đốt cái mod này mình phủ lên. Thì nó dính rất là khắn nha cả nhà. Còn ở đây á, thì những cái tấm ton của anh Thúy á, là những cái lỗ nhỏ nhỏ không à. Cho nên là mình làm với cách này á, thì nó ok rồi, cho nên là mình không có cần chấp phá thêm ha cả nhà. Với cách này cả nhà mình nó vừa tiết kiệm được tiền, không có cần phải mua keo ha, mà lại với cái mod á mình đốt lên như này rất là chắc nha cả nhà. Cho dù nắng cỡ nào, nắng nóng cỡ nào nóng, nó vẫn bền theo thời gian chứ nó không bao giờ nó tróc ra nha. Tại vì Thúy lúc hổm á, cái chuồng gà của Thúy á, nó những tấm tôn bị như vậy nè, Thúy làm hôm nay mà hơn một năm rồi đó cả nhà, mà không hề hấn gì nha. Nè, Thúy xối nước. Khi mình đốt xong á, nếu mà mình xối nước liền á, để cả nhà biết chi không, là nó sẽ nó mất đi cái nóng liền ha, nó mát nó sẽ lạnh liền á, thì nó sẽ càng dính khắn thêm. Cho nên là Thúy xối sẵn, Thúy xối cho cả nhà xem là mình, tại vì dưới cái rãnh ton như vậy mà nó có lỗ mà Thúy xối nó không có hề thấm nước xuống dưới nha cả nhà. Đây còn lỗ nữa nè, cái tấm ton này. Tấm ton này thì tại vì mình nếu mà đóng bằng đinh mà mình tháo ra tháo vào thì nó sẽ có lỗ ha. Cho nên là với cái cách này thì cả nhà mình yên tâm rồi ha. Từ nay không có cần, không có tốn tiền để đi mua keo thì mình trét ha. Mà lại mình có một cái công dụng rất là tuyệt vời từ cái miếng mod. Hơn nữa mình nếu mà mấy cái này mình không có xài mình cũng bỏ hết cả nhà. Ha, những cái thùng mod mà mình đựng nước đá này nọ là nhiều khi nó bể rách á, mình bỏ, cả nhà mình tận dụng ha, để lại. Rồi hoặc là những cái thao mũ á cả nhà, mà hoặc thao nhôm mà nó bị lủng á thì mình có thể vá được bằng cái cách này luôn nha cả nhà ha. Nhưng mà nếu mình vá tha những cái thao mũ á, thì cả nhà mình lưu ý là khi mình đốt nó vừa mình vừa cho nó chảy xuống là mình sẽ dập nước liền ha, thì nó sẽ dính khắn luôn chứ không thôi là, tại vì mũ thì rất là dễ bốc cháy nha cả nhà. Còn nếu mà thao nhôm á thì mình làm y chang như vậy thì nó không có vấn đề gì ha. Còn thao mũ, thao nhựa thì mình lưu ý chút xíu, mình vừa đốt cho nó cháy chảy ra cái mình ịn vào á, thì mình tạt nước liền để cho nó khắn vào và nó sẽ bền hơn và nó không bị cháy ha. Thúy thấy cách này ok lắm luôn. Chứ cả nhà mình đừng có chê bỏ mốt vào xăng á, mình làm trời nắng nóng á, mình lợp đó ra ngoài trời á cả nhà, thì nắng nóng nó cũng chảy cho ra, nó hư à, nó không có bền như vậy. Cả nhà áp dụng thử đi ha. Tại vì Thúy hay tận dụng những cái tấm ton mà bị thủng bị lủng á, Thúy lợp chuồng gà đâu, Thúy nói chung là che này che kia, cho nên là toàn là Thúy không có mua keo về Thúy trét đâu cả nhà. Thúy chỉ làm bằng cái cách này thôi à, cho nên Thúy thấy rất là ok, cho nên hôm nay Thúy chia sẻ ha. Nè, Thúy xóa nước rồi Thúy sẽ lật lên cho cả nhà xem nè, không hề hấn gì nghe nha cả nhà.
mà nó rất là cứng luôn nha. Mình dán, mình cho nó chảy vào rồi nó cứng khắn luôn á, coi như không có cách nào mà nó tróc lên được á cả nhà. Nó rất là hay chỗ đó đó cả nhà, thấy không? Mình bẻ cục mốt vừa vừa thôi, cái mình làm thì nó vừa gọn luôn cả nhà. Nè, trên này thấy xói nước nè, để thấy lật lên cho cả nhà xem ha, không hề bị nước chảy xuống nha cả nhà. Thì làm nó kín mít luôn á, mà nó rất là khẳng ha. Cách này thì mình lợp lên mình yên tâm nè, đó cả nhà thấy không, rất là ok, thấy không? Cái tay thì nãy đụng ở trên dính nước rồi, xuống này là khô queo luôn cả nhà thấy không. Ở đây cũng vậy luôn đó nè, tại vì thí làm á, thí thấy vừa hết cháy là thí tạt nước ra nha. Cả nhà thấy không, không hề thủng, không hề chảy nước xuống ha, đó rất là ok. Cho nên là cả nhà mình yên tâm khi mà mình tận dụng những cái tấm tôn bị lủng hoặc là nóc nhà mình nhiều khi mà bị dột bên em, cả nhà mình yên tâm ha. Mình cứ đem miếng mót lên mình làm, áp dụng cái cách y chang như cô Thí nè, không tốn một đồng nào để mà mình mua những cái keo trét rồi này nọ ha. Cả nhà áp dụng đi ha, Thí thấy rất là ok, cho nên Thí chia sẻ với cả nhà mình ha, để cả nhà mình không có tốn kém nha. Thí dừng video đây, nếu cả nhà thấy video hữu ích nhớ tặng Thí một like nha, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thí làm những video tiếp theo sẽ hơn. Thí bye.